Do đó Thì lẽ thông thường thì làm ăn thì với nước nào thì phải có cái quan hệ với lại quan chức của nước đó, nhưng mà chính vì vậy ông mới sợ treo cờ vàng. Ông làm em với cộng sản mà treo cờ vàng, chính vì vậy ông sợ. Do đó bây giờ ông Chí biết đâu nói thôi, ông sợ cộng sản để tôi hứng cho, tôi lãnh cho, để tôi treo cờ vàng ông khổ bị cộng sản Việt Cộng ha, Trung Cộng chửi ông hay lên án đó ông. Là ông đoán. Anh ta trả đương nhiên chứ, mà tôi đoán tôi có lý. Anh hỏi khán giả đi, bao nhiêu nghĩ tôi nói có lý. Tôi nghĩ 99% người ta nói có lý. Ta comment xem. Chứ mắc mới thì ông dùng tăng cơ. Ông cho rằng là ông thị trưởng gọi là gỡ thế bí cho đúng, ông đúng. Phan Trao bằng đúng. Cách là không phải là ông Phan Trao đứng ra làm cờ vàng mà là cho phép mà thôi. À, tại vì biết tôi nghĩ rằng cái ý kiến này là ông Chí đưa ra. Thôi anh Triệu Phát ơi, bây giờ anh treo cờ vàng tụi cộng sản nó chửi anh, hàng thằng Trung Cộng nó chửi anh, do đó anh giao cho tôi đi để tôi làm. Anh khổ chịu trách nhiệm, anh bán cá cho tôi bao nhiêu tôi lãnh hết. Tôi thách ông Chí lên ngồi nói sự thật đi, ngồi lên nói sự thật trả lời có phải không? Tại sao ông Triệu Phát nói tôi là ban giám đốc muốn làm hai giải cờ, rồi một nếu mà làm một cột cờ 18.000 rồi này nọ, tôi nói để tôi ủng hộ tiền. Ông nói không, ban giám đốc không cho lấy tiền của ai hết, ông phải đứng ra bỏ tiền ra làm. Ủa, mà tại sao bây giờ ông nói là ông đứng gây quỹ? Có phải ông lưu manh đâu, ông muốn tạo thế đứng, ông muốn tạo danh tiếng. Tôi nói ông gì oan ức hết á. Ông ngồi lên này máy sự thật đi. Ông đi đây với Triệu Phát để mà ông lãnh cái điều này, ông cũng chỉ đi đấu thầu cái này. Đấu thầu cái này để ông tạo tiếng tăm ông á. Trời ơi, tôi 72 tuổi rồi, mấy cái trò của ông á xưa lắm rồi. Nằm trong tay tôi á. Tặc tình tất cả chính trị do Việt Nam mà gốc Việt Nam, Mỹ gốc Việt Nam đây. Nằm trong móng tay tôi thôi á. Thằng nào ngon á, lên tranh luận với tôi. Tôi biết hết chứ, có đề nghị thôi em út cái này nè. Có những đứa đóng bằng cháu tôi nữa, con tôi nữa. Tôi thương, rất là thương những người trẻ. Tôi ủng hộ những người trẻ, tôi lớn tuổi rồi. Tôi đâu có hôm hiếc gì hết. Nhưng vừa phả thôi, đừng có coi cộng đồng này ngu xuống hết. Ở trong ca dao Việt Nam, tục ngữ Việt Nam có cái câu là già néo đứt dây. Ông có nghĩ rằng là tối thiểu thì ông Triệu Phát trong cái thế của ông ấy cũng đã, nếu cho rằng là ông nghĩ rằng là cái điều giữa ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí với là ông Triệu Phát là có đi, thì tối thiểu là ông ấy cũng đã đồng ý, chấp nhận hoặc là cho phép để mà làm cái chuyện đó. Nếu mà ông làm quá thì ông ấy rút lại. Tụi cha, nó ngon nó rút đi, nó tuyên bố đi. Có phải ông mới là cái người gọi là làm cho cộng đồng người Việt không nhìn thấy cái lá cờ vàng ba sọc đỏ? Tôi không kè, tôi không biết, tôi có làm mà cầm cái đà, tôi chống là tôi chống thôi. Tôi không kè. Bây giờ thằng Triệu Phát ngon đi, thằng Nguyễn Mạnh Chí tuyên bố à, tao ông Ngô Kỷ chửi quá, tôi không làm cờ vàng đi, ngon đi, đi đó đi, đổ anh tội tôi đi, tôi sợ gì? Tôi ăn cơm đàng hoàng chứ tôi không ăn tức ăn phân đâu. Tôi uống uống nước lạnh đàng hoàng, không uống nước đá đâu, cũng nước vậy. Cộng đồng cũng không bao giờ dịu nhục vậy đâu. Thà làm quỷ nước Nam, không làm vương nước Bắc. Chẳng thà đừng có cờ. Còn có cờ nó bố thí nhục không? Anh hỏi bao nhiêu người Việt Nam mà thích cái điều đó. Cờ trong tim họ rồi, cờ everywhere rồi. Đó cũng được, không cũng được. Tới đây mình chửi là chửi cái vô liêm sỉ của thằng Triệu Phát này, cái mắt dại của nó, chứ không phải mình tha thiết cho lá cờ. 48 năm này mình không có lá cờ, mình sống được không? Cũng sống. Đạt vấn đề là tại mình cần đạt vấn đề thôi. Đâu phải mình đồ hổ rồi mà đói bụng quá cho tao đưa cục tức dùng bỏ miệng ăn à. Nó có còn hay không à? Mình phải có liêm sỉ chứ.